Tin mừng theo Thánh Matthew. Khi Đức Giêsu vào thành Ca-phác-na-um, có một viên đại đội trưởng đến gặp người và nài xin: "Thưa ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại, nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm." Người nói: "Chính tôi sẽ đến chữa nó." Viên đại đội trưởng đáp: "Thưa ngài, tôi chẳng đáng ngài vào nhà tôi, nhưng xin ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh. Vì tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này đi là nó đi, bảo người kia đến là nó đến, và bảo người nô lệ của tôi làm cái này là nó làm." Nghe vậy, Đức Giêsu ngạc nhiên và nói với những kẻ theo người rằng: "Tôi bảo thật các ông, tôi không thấy một người Israel nào có lòng tin như thế." Lòng tin. Chúng ta chỉ có thể yêu thương một ai khi có niềm tin vào người đó. Niềm tin là điều quan trọng trong các mối tương quan. Khi đủ tin tưởng ai, chúng ta mới có thể mở lòng ra với họ, đủ tin để chúng ta chia sẻ cuộc sống với họ cách chân thành, và đủ tình để làm cho mối tương quan đó ngày càng bền chặt hơn. Hôm nay, một viên đại đội trưởng đã thể hiện lòng tin của mình một cách mạnh mẽ và sắc tín khi ông đến cầu xin Đức Giêsu chữa lành cho tên đầy tớ của ông. Rõ ràng, ông là một người chủ tốt lành khi lo lắng và cất công chạy chữa cho đầy tớ nhà ông, dù có phải đi xin xỏ với một người Do Thái. Đã thế, ông còn chứng tỏ một niềm tin mạnh mẽ vào người khi nói lên lòng tin chắc chắn chỉ một lời của Đức Giêsu cũng có thể cứu anh ta khỏi bệnh tật. Trên thực tế, để tin vào một ai quả thực không phải dễ dàng gì, nhất là những người còn xa lạ với chúng ta. Thế nên, bài học của viên đội trưởng quả là một điều đáng cho chúng ta noi theo. Dù cuộc sống của một Kitô hữu cũng phải gặp nhiều khó khăn, hoàn cảnh đau khổ bởi thế sự và người với người gây ra cho nhau, thế nhưng chúng ta tin rằng muôn sự Chúa đến lắng nghe lời thỉnh cầu của chúng ta giải bày, van xin. Người chắc chắn là vị mục tử luôn bao bọc chở che chúng ta trong mọi sự. Hãy để lòng tin của chúng ta nói lên lòng yêu mến, cậy trông vào Chúa.